Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta reset AutoCAD để đôi khi chúng ta vào một cái máy tính nào đó, chúng ta không biết cái người chủ máy tính đó có thể là máy tính tắt này, là cài đặt các thông số này, hoặc là trong quá trình chúng ta làm việc mà AutoCAD chúng ta bị lỗi, chúng ta phải thay vì chúng ta phải lỗi ra, mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách chúng ta sẽ reset để như về mặc định. Tiên chúng ta muốn reset nó về mặc định, chúng ta sẽ tắt cái file AutoCAD này nha. Tắt đi. Chúng ta mình sẽ chỉ các bạn chúng ta lấy cái đường dẫn để chúng ta xóa tùy theo từng máy. Mỗi máy nó sẽ có một vị trí khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào C. Các bạn chức năng Programata là không thấy. Chúng ta vào mục View cho mình. Sau đó chúng ta vào mục 2 item xuất hiện cái folder ảnh này. Sau đó chúng ta tìm đến mục Programata. Sau đó tìm cho mình mục Microsoft. Tìm đến mục Windows. Vào mục Start Menu Program, còn mình thì AutoCAD 2022 nó nằm ở đây luôn. Và chúng ta tìm thấy cho mình cái mục Preset Setting to Default này. Vừa như vừa nãy mình nói có máy thì nó làm luôn ở đây, nhưng có máy nó lại thêm vào mục AutoCAD, sau đó tìm cái phiên bản AutoCAD của các bạn. Nhưng mình nó nằm ở đây thì chúng ta tìm cái mục Profile này, sau đó chúng ta kích đúp chuột vào đây. Ở đây nó sẽ nổi lên hai cái chức năng. Chức năng đầu tiên đó là chúng ta làm backup. Backup nghĩa là chúng ta sẽ lưu trữ toàn bộ cái cài đặt hiện tại của AutoCAD. Ví dụ mình muốn backup lại nhé, mình sẽ đưa ra ngoài desktop đi, mình sẽ file dự phòng thêm chữ dự phòng nữa, xem ạ. Bạn chờ để phần mềm nén lại toàn bộ. Mình đã backup thành công này, còn ok. Các bạn thấy không ạ? Phần mềm chúng ta đã trở về mục đích như ban đầu, chúng ta cài nhé.